Hello anh em, video này mình lại tiếp tục giải combo của dự án Mazot ngày 30 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Rồi, ok ha. Trước tiên giải combo, anh em nhớ vào cái mục top này để chúng ta điểm danh hàng ngày nha anh em. Đây. Thì ở đây nó sẽ có điểm danh, do mình đã điểm danh rồi cho nên nó sẽ không hiện trừ điểm danh, và nó sẽ có từ ngày 1 cho tới ngày 10 nha anh em. Anh em vào mục ơn nè, có những cái nhiệm vụ follow ít hoặc là follow những cái kênh channel của họ thì chúng ta cứ follow và chúng ta check để chúng ta nhận thêm cái đồng sau nha anh em. Đó, những cái nhiệm vụ rất là nhiều. Hoặc là chúng ta cũng có thể xem video. Ở đây anh em bấm watch nè. Rồi chúng ta cũng không cần xem đâu, chúng ta tắt đi. Sau đó chúng ta chết ha. Thì những cái nhiệm vụ này nó sẽ reset sau 24 giờ cho nên chúng ta cứ tận dụng và kiếm thật nhiều cái đồng sau nha anh em. Và cái dự án Mazot này cũng sắp list sàn rồi, cho nên chúng ta cứ tranh thủ và kiếm cày thật nhiều. Rồi, anh em vào một game. Nhớ vào một roulette ha. Game roulette thì chúng ta quay nó sẽ có cái cơ hội để chúng ta nhận được là 10.000 token nha anh em. Của dự án đó anh em quay ha, nói chung may mắn ngẫu nhiên thì chúng ta nhận được, còn không thì nhận từ 500, 1.000, 2.000 nha anh em. Ok, như cái này mình nhận được 2.000 cái đồng sao này đó. Rồi, những cái tựa game này thì cứ sau 8 tiếng chúng ta sẽ được quay một vòng nha anh em, lưu ý ha. Ngoài cái roulette này thì chúng ta còn có switch coin này, hold coin, những tựa game này cũng tương tự, anh em cứ chơi và kiếm sao thôi. Rồi, mình đi đến ghép cái combo của dự án Mazot luôn, anh em vào play này. Ok nha, thì mình sẽ vẽ trên màn hình này để cho anh em dễ ha, dễ nhận diện nè. Ở đây thì cái số 1 này nó nằm ở cái vị trí này, mình sẽ chuyển sang khung màu ha. Ok nha, mình sẽ chuyển sang màu xanh đi. Đây, số 1 anh em. Rồi, cái số 2 thì nó cũng nằm ở mục này ha. 3 và 4 luôn nha anh em. Đó, thì 4 số như thế này. Mình sẽ chuyển sang màu đỏ lại nha anh em, cho anh em dễ sử dụng nha. Đây, cái số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nha. Đó, anh em cứ nhập từ 1 đến 2 đến 3 đến 4 combo ở trên, anh em sẽ nhận được 5.000 sau. Rồi bây giờ mình nhập cho anh em 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nha. Rồi, anh em chết nè. Chính xác thì nó sẽ cho chúng ta nhận nha anh em, còn không chính xác thì sẽ không nhận được nha. Rồi anh em bấm nhận nè. Đó, rất là đơn giản ha. Thì công việc hàng ngày anh em cứ vào đây điểm danh, giải combo, chơi game, và chúng ta có thể là mời bạn bè để chúng ta nhận thêm về cái token. Và khi mà nó có thông tin nào mới về cái việc list sàn thì mình sẽ có video thông báo cho anh em nha. Ok, bye bye.